Mà lên chưa nè, cắt tải Blue Status 4 thì ngày hôm nay lâu rồi mình chưa làm về Blue Status đúng không? Hôm nay sẽ làm về một clip về Blue Status nhưng mà Blue Status 4 nha. Mọi người gõ Blue Status đoan loát. Mọi người bấm vào cái này nha. Đấy, đoan loát Blue Status này. Kéo lên Blue Status 5, Blue Status 4 tải xuống. Máy mình là 64 bit nhưng mình vẫn tải 32 bit để cho nó nhẹ và đỡ lắc. Đó, đó là kinh nghiệm của mình. 64 bit có thể chơi được 32 bit mà mọi người. Trường hợp không được thì thôi. Đây là phiên bản bao nhiêu đó không biết, cứ đoan về ở mục đoan đi cho nó dễ tìm. Sau khi đoan thì mọi người mở luôn ở trên đây, mở thì chúng ta ít cái trang web này đi cho đỡ lắc. Nó sẽ hỏi là cài đặt nó không. Cài đặt. Đấy, không, cái lúc vào này thì mọi người bỏ tích cái dòng này để nó khỏi gửi mấy cái vớ vẩn và email. Đó, chúng ta chỉ chấp nhận các điều khoản đồ nó thôi. Đây là Blue Status 4. Ok, bấm Install Now. Nó sẽ download lên khoảng 500 MB. Cái ứng dụng này nó cũng khá là không nhẹ đâu. Ít gì nó cũng phải được đâu, nó khoảng 4 GB. Tại sao mọi người lưu ý là không được bật UDK khi chơi nha, mọi người phải để chữ E nè. Thì nó sẽ không bị loạn phím đồ. Ở hai cái Blue Status thì mình chơi không bao giờ bị loạn phím. Chủ yếu là tắt cái trình virus, bảo vệ virus gì đó đi cho nó cài đặt nhanh hơn. Lỡ cài đặt được 60% rồi chả lấy giờ đi tắt. Đồ cố ngáo. Không nhận lâu thật. 99 loan đi step ô lắc. Lâu thế, lâu như dế mền phiêu lưu ký. Đúng là nên tắt virus trước khi vào này. Cài chưa xong nè, lúc cài không xong vậy. Tắt rồi ông nội ơi. Ok, sau khi tắt cái đó thì nó lại vào được. Đúng là ảo mà. Vào setting, chỉnh thành tiếng Việt coi có không. Ok, tại xong Blue Status rồi thì trước tiên vào game chúng ta sẽ setting trước nha mọi người. Đầu tiên bật FF cao, không, Discord. Đầu tiên chúng ta chỉnh sang thiết bị ROG. Sao về cái đó, xong sang phần again. Chúng ta bật hiển thị FF nè, và bật FF cao, kéo lên 240, bấm Slow. Sau đó, bước này mọi người lên gõ Blue Status này, FF 90. Đây, 90. Các bước này thì không cần gì nhiều. Nãy tôi đã vừa hướng dẫn cái bước này có thể áp dụng. Nếu mà các bạn chỉnh theo mà không được thì thử áp dụng cái bước thứ ba này. Và cái bước quan trọng nhất mà tôi nói đó chính là bước 4, tinh chỉnh CPU. Nếu mà các bạn có CPU NVIDIA hoặc là AMD thì các bạn bắt buộc phải chỉnh nhá. Đó là mọi người phải tắt được cái VSync Singer này. Đó, mọi người tắt cái này đi, cái này giới hạn FF mà. Đây, đó, VSync Singer. Phải tắt cái này đi, ở trên NVIDIA cũng như là ở bên AMD cũng phải tắt đi. Các bước này mọi người lên web này hoặc là vào cái clip hướng dẫn bật lên 90fps của mình nè. Trên AMD cũng phải tắt đi nè. Cũng là cái VSync gì đó thì phải tắt off đi thì mới lên được 90fps nha. Cái này là cái giới hạn của mình mà. Phải tắt tính năng FreeSync này đi trên cả màn hình AMD đó. Tắt đi thì nó mới lên được. Mọi người lên đi xem các bước. Mình đã chỉ cho mọi người tìm cái trang này. Bây giờ chúng ta sẽ vào trải nghiệm Blue Status 4 thôi. Có trình tiến Việt ở đây mà. Tôi sẽ chuyển sang tiếng Việt trước. Ok, vào setting. Độ nhảy kéo xuống thôi. Display chúng ta bật 22. Console Burner. Tôi sẽ không dùng nút bấm bên phải, tôi dùng nút bấm bên trái. Chuột tôi bị nhéo cần, không giữ được ta. Kéo cái nào. Bắn này, quay bắn qua đây. Ấy. Trời ơi, di chuyển nút bắn mà. Đấy, V tắt đi, W này tắt đi. Này là W, này là T. Tôi tạo hai nút V để làm gì? Để đặt kèm một nút đấy. Nút X này là chỉnh làm control nè. Cái này F1 là ấn hiện chuột nè, control là giữ hiện chuột nè. Này là ấn hiện chuột, cái này là giữ hiện chuột. Đó, còn mấy cái số này nó có vẻ như tự setting cho tôi hết rồi. Tôi không cần phải lo lắng. Tôi có chỉnh bóng cao, ôi FF của tôi không lên được 90 à, 80 à. Vậy do tôi chỉnh bóng, FF tôi bị giảm. Do thiết bị của tôi là ROG đó. Có lẽ tôi nên chỉnh thêm cái thiết bị của tôi là Asus kia thì có vẻ nó lên cao hơn. Rốt quá ghê gớm à. Chắc gì tôi chưa xài FX89, 86 FF, FF bị drop. Chắc là do máy tôi á, nãy máy tôi cũng bị có hiện tượng lắc lắm mọi người. Chắc máy tôi cầm hình nó bị dơ quá hay gì. Tôi chưa chỉnh cái game này. Rồi. Người. Nhìn đâu vậy má? Con đây mà. Giờ tôi sẽ chỉnh lại cái thiết bị của tôi. Thiết bị này. Tạo một hồ sơ này. Mọi người gõ cái đầu tiên là Asus thôi.
tiếp theo là assert, tiếp theo là số model. Cái này là nó khác nha mọi người, chuyển sang chữ hoa cho tôi. Assert chặt chân này, z01qd, còn một qd luôn quá rồi, chết bà OM rồi, phải vô lại. Chết rồi à? Ô, tôi nghe tiếng nóc rồi. Đừng, no, đừng mơ, nhanh nào, trời ơi. À, đồng đội tôi nóc. Tôi chỉnh xong cái đó mà sao FF nó còn giảm xuống ghê hơn lúc nãy nữa. Không hầu rõ này, có vẻ như cái quá trả kiều tôi chỉ chơi một shot. Ok, FF khá là bị drop ra, cái đồ họa cao quá nó khá là drop. FF là dưới bắt đầu xuống được 70. Chắc tại tôi bật đồ họa cao quá này mọi người, chứ máy tôi không chơi được cái đồ họa cao này đâu. Mày quá ghê gớm, tôi sẽ đi tàn tàn lên hù của tôi. Ở trên này có một cái sự giáp khá là drop ha, để đồ họa cao khá là drop. Nhưng mà tôi muốn có một cái clip kết đồ họa khá chất lượng, ai ngờ máy tôi không chịu nổi. FPS nó tụt giống như tụt không phanh luôn. Cái này chắc bị boss loot rồi, boss loot mới chừa lại mấy cái thùng này. Nhưng mà về cái độ nhạy thì khá là ngon, dễ lên. Mọi người nên để đồ họa thấp, FPS cao chơi mới mượt. Đồ họa trong game cũng khá là quan trọng. Người hay boss đây, chất lại boss rồi. Chắc tôi sẽ dùng cái Blue Stop 4 này để làm cái clip test file đồ họa mod Minecraft được. Thì tôi sẽ test một trận để đồ họa bình thường. Nhưng mà đồ nhảy khá là tuyệt vời luôn. Tôi sẽ lượm qua thế này, chỉ chân lượm nó lên. Tôi sẽ lượm nó đây, có luôn một quả keo. Tôi bắn nó, tôi thích nó, tôi sở hữu nó, tôi phá hủy nó. Đi đựng qua thế đằng kia. Đồ cao có bóng nha mọi người. Nên nó mới bị drop xuống tầm 8 mấy. Oh my god, giật xuống dưới rất xa. Bị giật luôn, drop giật luôn. Dự tính là thế nó giật ngay đây, nhưng mà theo chọn lực của trái đất và FIFA đã áp dụng đúng điều đó thì thế nó lại giật xuống dưới đây. Oh, với cái tình hình này tôi chơi luôn hai khẩu luôn cho nó máu. FIFA hiện tại Blue Star là cái giả lập tôi nghĩ cái đồ nhảy nó khá là ngon nhất, ngon nhất trong tất cả các giả lập. Blue Star 4 và 5 đều ngon về cái phần đồ nhảy, chơi game FPS thêm cái mới đi nữa, memo cũng ngon nữa, còn lại thì đều như thế hết. Ui rồi, tôi nghe tiếng chân bên trái, xong tôi quay lại bên trái, cái nó ra này sau, xong cái tự nhiên bay sang bên phải, còn một người nữa. Tôi làm vậy thôi, rồi xong. Em rớt thế này. Tôi tắt Shadow đi và chưa đọc lá chiến. Đấy, FF 90 rồi. Tất cả là tại cái Shadow, tắt mẹ cái Shadow đi cho nó mượt. Ôi trời, mượt dữ vậy. Ủa, tôi chọn sân đấu 2-2 rồi mà. Ôi trời ơi, bạn tôi ơi. Bạn biết bạn đang đối đầu với ai không? Bắn xong cái bị hiện chuột này, chơi này nó không có mượt thật, cái không có hiện chuột. Bị gì loạn phím đúng không? Nó bị loạn phím một chút xíu. Cách khắc phục rất đơn giản. Mọi người bỏ cái chế độ smash này và chuyển sang chế độ standard là nó hết bị. Tôi xin nấp ở đây chỉnh phím, chỉnh nhanh nhất có thể. Cũng không được, chỉnh như không được, chỉnh không kịp. Cái anh là này đó, để phím này nó bắn nó cũng được mà. Trời ơi. Tụi gì? Auto kêu đi, không phải hả? Auto kêu này đúng không? Trời ơi, cái kéo của tôi bị tôi tắt đi đâu mất rồi. Không được rồi, người thằng này, cái này nó thánh, nó tưởng đúng rồi. Gì vậy? Nè mọi người, bấm vào này nè. Đấy. Trời ơi, mặc dù cái phím này khó là kia nhưng mà nó không có tuổi. Nó không có tuổi. Nó không có tuổi chứ rồi. Nè, tôi cho đúng khẩu này cho nó thua. Cho nó thêm giáp luôn. Cho thêm máu luôn. Cho thêm giáp được rồi. Giờ nó ăn được tôi. Tuổi gì? Ồ, cái này là nhảy cao hả? Tuổi không có tuổi không? Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip, nhớ bấm like và subscribe nha. Và tôi khuyên mọi người là nên chuyển sang chế độ standard này và chỉnh lại đi, là nó sẽ mượt hơn nhiều.
tính tôi sẽ không bị loạn phím luôn.